giết chó bị báo oán. Người xưa từng nói, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả. Có người thì là báo ứng ngay tại kiếp này, có người thì hoàn trả vào kiếp sau, và cũng có người phải đến mấy đời sau mới hoàn trả được. Quả thật đúng là như vậy, trong lịch sử đều có ghi chép. Vào những năm đầu niên hiệu Khai Nguyên, triều đại nhà Đường, có một viên quan trưởng quản lễ bộ tên là Đường Thiệu. Vị quan này từ nhỏ đã có khả năng nhớ được những việc đã trải qua trong kiếp trước. Hơn nữa, đối với từng sự tình này đều ghi nhớ hết sức rõ ràng, vô cùng chi tiết. Duy chỉ có điều, ông chưa từng nói điều này cho bất kỳ ai biết, kể cả vợ và con cái. Khi Đường Thiệu đương thăng chức quan cấp sự trung, đối diện nhà ông có một người mới chuyển đến, một người đao phủ tên là Lý Mạc. Điều kỳ lạ là những lúc nhàn rỗi, Đường Thiệu thường chủ động tìm Lý Mạc để trò chuyện. Có những lúc còn chuẩn bị cơm rượu, chủ động đến mời y chung vui. Lý Mạc không hiểu vì sao Đường Thiệu lại hậu đãi mình như vậy, cũng không tiện thoái thác. Vợ của Đường Thiệu cũng thấy làm lạ, liền trách ông rằng ông vốn là người quyền cao chức trọng, lại có danh tiếng ít nhiều. Theo lẽ đáng ra, ông phải nên kết giao qua lại với những người có cùng địa vị học thức mới phải. Lý Mạc với ông thân phận khác biệt, ông trái lại thân thiết với y, tôi thấy ông làm như vậy thật không xứng với thân phận của mình chút nào. Đường Thiệu nghe xong im lặng hồi lâu rồi nói, lời bà nói nghe cũng phải, nhưng duyên nợ sâu xa giữa tôi và Lý Mạc quả thật vượt xa những gì bà có thể tưởng tượng. Sau này, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói rõ với bà. Người vợ hết cách, đành phải thuận theo ý nguyện của chồng mà đối đãi tử tế với Lý Mạc. Mấy năm cứ thế trôi qua, đến một ngày kia, Đường Thiệu bỗng dưng gọi vợ lại nghiêm túc nói, vợ hiền của tôi, bây giờ tôi đã có thể nói rõ cho bà được rồi. Tôi đối xử tốt với Lý Mạc như vậy là có nguyên nhân. Chuyện này cần phải đợi trước khi tôi chết rồi mới được phép nói ra. Bây giờ tôi thấy đã đến lúc rồi. Đường Thiệu thở dài một tiếng rồi chậm rãi kể. Có lẽ bà không tin, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã có năng lực biết được những việc trong kiếp trước. Trong một kiếp, tôi là con gái của một nhà quyền quý, sau khi lớn lên được gả cho con trai nhà họ Vương. Mẹ chồng đối xử với tôi rất hà khắc. Năm tôi 17 tuổi, trước đông chí một ngày, mẹ chồng dặn tôi đích thân chuẩn bị cơm canh cho cả nhà. Sau khi nấu nướng xong, tôi toàn thân mệt mỏi rã rời, thế nhưng mẹ chồng lại bảo tôi phải may gấp cho bà chiếc quần. Bảo rằng ngày hôm sau, bà cần mặc nó để đi lễ chùa. Cả đêm đó, tôi ngồi may chiếc quần dưới ngọn đèn dầu, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tới tận khuya cũng chưa dám đi ngủ. Thế nhưng khi tôi sắp làm xong thì bỗng dưng một con chó từ đâu tông vào cửa, xông thẳng vào trong phòng tôi. Nó chạy loạn xạ, làm dầu thấp bắn lên chiếc quần tôi đang may. Tôi vừa sợ vừa hận, bởi vậy liền lớn tiếng quát mắng con chó kia. Con chó định chạy thoát ra ngoài cửa nhưng đã bị tôi đóng chặt cửa. Thấy vậy, nó bèn vội chạy vào núp dưới gầm giường. Tôi liền thắp lại ngọn nến mới, cố gắng làm sạch vết bẩn trên chiếc quần. Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, cũng không khiến nó sạch hết được. Tôi sợ mẹ chồng trách phạt, vô cùng căm hận con chó kia, nên đã nhấc tấm ván lót giường lên, ra sức dùng kéo đâm mạnh vào con chó. Nhát thứ nhất đâm trúng cổ của nó, một bên lưỡi kéo cũng gãy mất. Tôi lại dùng cái lưỡi kéo kia liên tiếp đâm mạnh vào nó. Một lúc sau, con chó ấy đã bị tôi đâm chết. Nỗi uất hận cũng nguôi ngoai phần nào. Sáng hôm sau, tôi mang chiếc quần bị bẩn qua gặp mẹ chồng kể lại sự tình. Mẹ chồng không cho tôi kịp nói lời nào, không ngừng lớn tiếng trách mắng tôi. Đúng lúc đó, chồng của tôi về tới nhà, sau khi hỏi rõ đầu đuôi, liền lập tức lôi con chó đã bị đâm chết ở gầm giường ra để ngay trước mặt mẹ chồng, lựa lời khuyên can mới khiến mẹ chồng ngu giận. Năm tôi được 19 tuổi thì mất vì bạo bệnh. Sau khi chết, chuyển sinh thành tôi trong kiếp này, còn con chó mà tôi giết chính là Lý Mạc hiện nay. Ngày mai
tôi phải chết rồi. Đây cũng là báo ứng tôi phải hoàn trả, cũng là oan oan tương báo trong kiếp này. Người giết tôi nhất định là Lý Mạc. Đạo trời không sai bao giờ, vậy nên bà không cần phải đau lòng, cũng không cần phải sợ. Ngày hôm sau, Đường Huyền Tông dẫn theo bá quan văn võ bàn luận về chuyện học võ ở Ly Sơn. Đường Huyền Tông nhất thời cao hứng, đích thân cầm trống lên đánh. Tuy nhiên, chưa đến ba hiệp, bình bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn đột nhiên hạ lệnh. Chiếu chỉ diễn tấu đã xong, khiến vua Huyền Tông vô cùng tức giận, bèn hạ chỉ lôi Quách Nguyên Chấn xuống bên dưới cờ chém đầu. Thừa tướng Trương Thuyết vội vàng quỳ xuống van xin, nói Nguyên Chấn có công lớn bảo vệ nước nhà nên xá miễn cho ông ấy tội tử hình. Huyền Tông vẫn chưa cảm thấy nguôi giận, tuy đã thả Quách Nguyên Chấn nhưng lại hạ lệnh chỉ xử trảm đại lý lễ bộ thượng thư là Đường Thiệu. Đường Thiệu biết số mình đã tận, chỉ kịp thở dài một tiếng rồi đã bị quân lính lôi đi chém đầu. Quả nhiên, Lý Mạc là người nhận lệnh cầm đao hành hình. Lý Mạc giơ đao lên chém vào cổ Đường Thiệu một nhát, nhưng không ngờ thân đao lại bị gãy làm đôi. Bèn đổi sang thay một đao khác mới có thể kết thúc tính mạng của Đường Thiệu. Vợ Đường Thiệu biết tin, không khỏi cảm thán. Thanh đao bị gãy làm đôi, giống y hệt như cách Đường Thiệu dùng kéo để kết liễu con chó vào đời trước. Trong đường thư viết lại rằng, Đường Huyền Tông không lâu sau hạ lệnh, liền cảm thấy hối hận vì đã giết Đường Thiệu, lại trách Lý Mạc hành hình quá mau lẹ nên cả đời không còn tuyển dụng y nữa. Kiếp trước con vật có thể là người. Kiến giải về vấn đề này, tiến sĩ Vũ Thế Khanh dẫn việc tái sinh trong lục đạo luân hồi. Từ xa xưa, trong kinh Phật, cũng như trong dân gian, kể về nghiệp sát sinh sẽ phải gánh chịu những quả báo tai ương nhiều không xuể, nhất là lại sát sinh những con vật lớn. Những con vật có tánh linh thì hậu quả càng khủng khiếp khôn lường. Trong giáo lý nhà Phật, con người chết đi thì thần thức, cái mà ta gọi là linh hồn, sẽ tùy duyên mà tái sinh trong lục đạo luân hồi, đó là cõi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và con người. Như vậy, căn cứ vào nghiệp lực khi ta gieo trồng trong cuộc đời mà sẽ được gặt hái hay thọ sinh vào một trong những cõi giới tương ứng. Cũng như khi ta ném một hòn đá thì chắc chắn nó phải có một điểm rơi. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh cũng dẫn giải câu chuyện về tái sinh để minh chứng. Cụ thể, trong các câu chuyện tái sinh, có một câu chuyện kể về một người khi chết đã tái sinh vào kiếp con vật. Thuở Phật còn tại thế, ngài đi giáo hóa qua một ngôi làng và đến một gia đình nọ, bỗng có một con chó nhảy ra sủa ầm ĩ, ngài liền mắng: "Hay ho gì cái kiếp chó ấy mà còn sủa?" Sau khi bị mắng, con chó về nằm lại chỗ cũ và buồn rười rượi, đến nỗi bỏ cả ăn. Người chủ nhà thấy thế đi tìm Đức Phật và lớn tiếng rằng: "Này lão kia, tại sao lão lại mắng con chó nhà tôi để nó buồn, nó không ăn uống gì, nếu nó mà chết thì tôi bắt đền lão đấy." Đức Phật nói rằng: "Con chó ấy không phải là chó thường đâu, kiếp trước nó chính là bố anh đấy." Người chủ nhà bực quá, định lấy gậy phan cho ngài một trận vì dám sỉ nhục bố mình. Đức Phật ôn tồn nói: "Anh hãy bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Nếu sai thì anh đánh cũng chưa muộn, tôi sẽ đứng đợi đến khi anh làm xong. Trước đây khi còn tại thế, bố anh đã chắc chiêu làm lụng, tích cóp được một lọ vàng. Ông ấy chôn cất cẩn thận, định khi nào chuẩn bị qua đời thì sẽ trao cho anh. Nhưng vì ông ấy chết đột ngột nên không kịp chỉ cho anh chỗ chôn vàng. Nhân dịp con chó nhà anh đẻ, thần thức của ông ấy liền chui vào làm thân con chó để canh giữ chỗ chôn vàng. Bây giờ anh về nhà, chỗ nào con chó nó thường xuyên nằm tại đó, hãy đào chỗ ấy lên, khoảng vài găng tay là thấy lọ vàng. Nhưng khi thấy anh đào được lọ vàng rồi, thì con chó sẽ lăn ra chết." Người chủ nhà nghi nghi hoặc hoặc, nhưng anh ta vẫn về làm theo lời Phật nói. Tìm đến nơi con chó thường hay nằm, con chó thấy anh ta mang dụng cụ đến thì nó liền tránh ra một nơi để anh ta đào bới. Quả nhiên khi đào sâu đến hai găng tay thì đụng phải lọ vàng. Mắt con chó sáng lên mừng rỡ rồi nó lăn đùng ra chết.
Anh chủ nhà lúc đó mới thấy lời Phật nói là đúng, khóc than thương tiếc cho thân phận của cha mình, liền chạy đi tìm Đức Phật và xin Phật dạy cho cách cứu cha khỏi kiếp chó. Đức Phật nói rằng, anh hãy đem lọ vàng ấy đi làm điều thiện, công đức phóng sinh. Và khi làm điều đó thì anh nhớ đọc câu cầu nguyện hồi hướng công đức ấy cho cha mình. Người chủ nhà đã làm theo lời Phật dạy, đem toàn bộ số vàng ấy công đức phóng sinh và hồi hướng công đức ấy cho cha mình. Một hôm anh nằm mộng, thấy cha mình hiện về, rất hoan hỷ nói rằng nhờ công đức phóng sinh và làm điều thiện của con mà cha đã giải thoát khỏi kiếp súc sinh. Người cha khuyên con nên đi theo Đức Phật để công đức được viên mãn. Người con nghe theo lời cha dặn trong mơ, đến đảnh lễ xin theo Đức Phật. Và sau này tu đắc quả vị A-la-hán. Tại Trấn Bà Dầu, huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy, có một người tên là Tuyên Tứ. Anh ta làm nghề mổ lợn đã hơn 20 năm, góp nhóp tiền bạc cũng đã khá nhiều. Anh ta có 3 căn nhà, một căn dùng để ở, còn 2 căn cho người ta thuê, lại có ruộng tốt khoảng 100 mẫu. Theo lẽ, gia cảnh như thế anh ta có thể nghỉ tay được rồi, nhưng mà lòng người không bao giờ thỏa mãn. Hơn nữa, sự hiếu sát của anh ta cũng thành thói quen, cho nên ngày nào cũng mài dao xoèn xoẹt, giết heo vô số kể. Một ngày kia, vào lúc canh năm, anh thức dậy nấu nước sôi chuẩn bị mổ heo, thì bấy giờ bà vợ đi vào cầu tiêu. Bỗng dưng bà trông thấy có 2 người đàn bà đang nằm trong chuồng heo. Bà ngạc nhiên liền đến tận nơi xem cho kỹ, thì quả thật mình chẳng nhìn lầm chút nào. Thế là bà vội vàng đem chuyện ấy đến mách với ông chồng, rồi đề nghị. Ông không nên giết heo nữa đấy nhé. Tuyên Tứ cười lớn nói, như vậy nhất định là bà bị hoa mắt rồi, chẳng lẽ lại có chuyện đó thật sao? Bà vợ ông bèn lấy con dao giết heo ném vào trong cầu tiêu. Do thế, ngày hôm ấy Tuyên Tứ không thể giết heo. Thế nhưng, chung cục, ông không hề có chút mảy may hối hận nào. Hôm sau, bà mời những người thân bên gia đình bà chứng kiến, rồi bà nói rạch ròi với Tuyên Tứ. Nếu anh vẫn một mực duy trì cái nghề này, thì nhất định tôi phải chia ly với anh. Thế nhưng, Tuyên Tứ cố chấp, chẳng đoái hoài gì đến tình nghĩa của người vợ đã bao năm chung sống với mình, nói nhát gừng. Chia ly thì chia ly, để xem bà mong muốn cái gì. Thế là, hai người đem tất cả ruộng đất của cải ra chia hai, mỗi bên một nửa. Bà vợ bồng một đứa bé mặt mũi khôi ngô đem về ở với mình, còn Tuyên Tứ vẫn giữ nghề nuôi heo như trước. Rồi ông lần lượt đem giết thịt hết những con heo nuôi trong chuồng. Lúc ấy lại nghe tin đứa con thân yêu của mình bị bạo bệnh mà chết, khiến bà vợ đã ly thân kêu khóc thống thiết. Bây giờ, trong lòng Tuyên Tứ mới hơi nao núng hối hận một chút. Sau sự kiện chấn động này, bất đắc dĩ ông lao vào cờ bạc để tiêu sầu giải muộn. Thế rồi say mê cái thói đỏ đen, cả ngày lao vào sòng bạc, nhưng mà không có lúc nào gặp vận hên. Lại bị ma đưa lối quỷ đưa đường, Tuyên Tứ đánh kèo nào thua kèo ấy, càng muốn gỡ gạc thì càng bị thua đậm. Chung cục, ông đem bán hết phần ruộng của mình để chạy theo canh bạc, hòng kiếm lại ít nhiều, nhưng tất cả đều tan theo mây khói. Thế là ông quyết định xây dựng lại sự nghiệp, bèn mua vài con heo đem gửi cho bà vợ đã chia ly, nhờ bà nuôi giúp. Nhưng chưa đầy một tháng thì mắc một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường kêu la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết. Tình trạng ấy kéo dài chừng một năm rồi chết một cách thê thảm. Ưa thịt gà bị trả quả. Trong Thiên Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam tiên sinh có kể một câu chuyện. Khi một chiếc thuyền của quan phủ rất lộng lẫy cập bến, một người vợ trẻ tuổi của viên quan tri huyện đứng tựa bên cửa sổ khóc lóc tấm tức. Những kẻ hiếu kỳ bèn đứng tụ tập lại bên bờ để xem. Trong số họ, có một người nhận diện được người thiếu phụ ấy liền kêu lên. Ôi chao, đó chẳng phải là phu nhân của quan tri phủ hay sao? Đúng rồi, đường đường là phu nhân của quan tri phủ, chẳng lẽ có điều chi oan khuất mà sầu bi đến thế? Kẻ khác chêm vào. Nhưng vì phu nhân của quan tri phủ vừa thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, bà thấy đứa con gái của bà bị chết, rồi người ta đem trói chặt lại, tha hồ cắt xẻ, khiến cô kêu la thảm thiết. Khi tỉnh mộng, lòng bà còn kinh hoàng, thì mường tượng hình như tiếng kêu bi thảm kia phát ra từ một chiếc thuyền bên cạnh. Bà nhũ mẫu nghe tiếng kêu khóc của phu nhân quan tri phủ, bèn vội vàng bước ra ngoài khoang thuyền, rồi kêu lên thất thanh. A! À!
Thì ra, trên thuyền bên cạnh ngay lúc ấy, người ta đang mổ thịt một con heo sữa, huyết máu tuôn ra lai láng. Tiếng kêu của nó nghe rất thảm thương, làm cho không ai dám đưa mắt nhìn. Chỉ thấy trên chân của con heo sữa ấy được buộc một mảnh vải đỏ, giống y hệt cái khăn đỏ cột trên cánh tay con gái của mình mà phu nhân đã thấy trong mộng. Do đó, nhũ mẫu liền đến báo cho phu nhân biết. Phu nhân nghe trình báo, lòng xúc động mãnh liệt, liền sai người hầu cầm tiền đến mua lại con heo kia. Con heo ấy tuy không thể sống lại được, nhưng còn giữ được cái thân nguyên vẹn. Về sau, bọn tôi tớ có người biết được câu chuyện ấy, bèn rỉ tai nhau bàn tán, rồi dần dần truyền rộng ra ngoài. Tính tình của phu nhân hiền thục, ôn hòa, sắc đẹp đáng giá ngàn vàng, hoàn toàn không có một tật xấu nào, chỉ có điều từ bé đến giờ rất khoái thịt gà, thậm chí bữa ăn nào mà không có thịt gà thì bà nuốt cơm không trôi. Có lẽ mỗi năm những con gà bị giết để cung cấp thịt cho bà cũng 700-800 con là ít. Vì thế mà phu nhân bị chết yểu lúc mới 16 tuổi, như vậy chẳng phải là do thích ăn thịt gà mà bị quả báo chết yểu hay sao? Làm lành, chuyển họa thành phúc. Dưới ánh đèn lờ mờ, một người đang nằm trên chiếc giường sạch, rên rỉ, lăn qua, lăn lại. Anh ta dùng tay xoa bóp liên tục phía bên trái của bụng và kêu la ơi ới. Ôi chao, đau quá, đau chết tôi mất. Trong cảnh tượng mơ mơ hồ hồ ấy, hình như linh hồn thoát ra khỏi xác, rồi chạy đi, nhưng không phải chạy trên đường mà chạy trên hư không, càng lúc càng nhanh. Anh ta không hiểu vì sao mình mắc mưu đến tận cõi thượng giới như thế. Càng đi lên cao, đến một cõi bao la thăm thẳm, khiến anh ta sợ bắt phát khiếp. Thế rồi anh ta được đưa đến một cung điện cực kỳ trang nghiêm rộng rãi. Tại đây, anh bị các quỷ tốt xấu xí dữ tợn lôi kéo vào trong. Bấy giờ, anh mới biết là mình đến cõi âm phủ. Thì hóa ra vừa rồi, mình tưởng thăng thiên là một sự tưởng tượng sai lầm. Ở đây, anh thấy một vị đội mũ vua, tướng mạo bệ vệ nhưng rất uy nghiêm, khiến người ta trông thấy phải sợ hãi. Ngài đang ngồi nghiêm trang ở chính giữa và bên phải ngài là một vị phán quan đang đứng. Vị vua đang ngồi ở giữa điện ấy cất tiếng hỏi anh. Người có biết là số mạng của người đã hết rồi không? Và tổ phụ của người cũng mắc phải chứng bệnh đau bụng như người mà chết. Người có biết không? Anh ta khiếp sợ quá không dám trả lời. Này Mạnh Triệu Tường, ta nói thật cho người biết. Tổ phụ của người lúc còn ở đời đã sát hại quá nhiều sinh mạng cho nên mới bị quả báo như vậy. Ta thấy người có căn lành phước lộc từ nhiều đời quá khứ cho nên ta mở cho người một sinh lộ, cho người được sống thêm ít năm nữa. Nhưng từ nay trở đi, người phải không được sát hại mà phải phóng sinh. Đồng thời phải đem những lời ta dạy bảo trong giấc mộng này in ra phổ biến để khuyên bảo người đời. Có như thế thì mới mong chuộc lại được những lỗi lầm của nhà ngươi trước đây. Vậy ngươi đã rõ chưa? Mạnh Triệu Tường sau khi hồi dương tỉnh mộng, liền đi tới trước bàn Phật phát nguyện lời từ bỏ sát sinh, đồng thời ghi chép lại một thiên bút ký trong giấc mộng, đem in ấn tống cho mọi người, cực lực khuyên mọi người làm lành. Về sau không những đỗ tiến sĩ, làm quan to, mà còn sống rất trường thọ. Lương Tiên Sinh là Hoa Kiều, hậu duệ đời thứ ba của dòng họ Lương. Ông cư ngụ không xa thành phố Bangkok nổi danh, kinh doanh hãng trà gạo. Ông Lương vừa bỏ ra hơn 10 vạn để làm tang lễ cho một con chó. Câu chuyện này kể ra thực rất cảm động. Hôm nay là ngày công đức viên mãn, cúng lễ đầu thất của con chó. Chiều tối sẽ cử hành lễ thiêu, khách đến không nhiều. Trước khi hỏa táng, ông Lương còn thỉnh cao tăng trứ danh tụng kinh, quốc quay phim, ghi hình toàn bộ buổi lễ. Chủ sự còn đặc biệt tặng cho mỗi tân khách một quyển sách rất đẹp làm kỷ niệm. Bìa ngoài, in hình một con chó Thái hùng dũng đứng bên cạnh là đứa bé 3 tuổi. Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi Lương Tiên Sinh vừa kết hôn không lâu. Ngày nọ, ông cùng với vợ ngồi thuyền đến chùa cúng dường tạo phúc. Hôm đó, hai vợ chồng trai tăng xong, lúc lên thuyền thì phát hiện có một con chó té xuống sông. Nó đang thở thôi thớp. Ông và vợ vội cứu lấy con chó lên, lau khô mình nó. Sợ nó bị lạnh, nên lấy khăn lông quấn cho ấm, rồi đem về nhà. Hai vợ chồng đồng yêu thích con chó cái này. Năm sau,
bà Lư sinh hạ được một bé trai. Vừa lúc ấy, con chó cái cũng sinh ra một chú chó đực. Tục ngữ dân gian nói, đơn trư cùng, độc cẩu phú. Một heo nghèo, một chó giàu. Ý nói là, nếu sinh một con chó, thì sẽ giúp cho chủ nhân phát tài, vận hên. Quả nhiên không bao lâu, thì vận may tới nhà họ. Do chính phủ muốn nông thôn phát triển, nên đã cho xây một con lộ to rộng trước công xưởng Lương Tiên Sinh. Giá đất hai bên đại lộ nghiễm nhiên tăng vọt. May là tổ tiên Lương Tiên Sinh để lại rất nhiều đất sát bên công lộ. Thương trường địa sản lên ngôi, giá tăng cao không ngờ. Ngoài ra, khi công lộ xây xong, giao thông càng tiện lợi, hãng xây gạo nhân đây làm ăn càng phớt. Nó cứ như là diều gặp gió. Vận may đến bất ngờ như thế, mọi người đều quy công về chú chó con. Ông Lương đặt tên cho nó là Hảo Vận, và gọi thằng bé con mình là Tiểu Ba. Hảo Vận ngày một lớn, giao du thân thiết với cậu chủ nhỏ đồng tuổi mình. Lúc Tiểu Ba chập chững tập đi, thì Hảo Vận nhẫn nại, theo sát một bên nâng đỡ, quấn quýt không rời, như hình với bóng. Lương Tiên Sinh nói nó giống hệt như bảo mẫu vậy. Một buổi chiều nhá nhem tối, công nhân xưởng xây cùng với công nhân xưởng khác phát sinh ấu đả tập thể. Mọi người không ai chú ý đến tiểu thiếu gia, cậu bé mới 3 tuổi ưa chạy lung tung, do bất cẩn nên té xuống sông. Nhìn thấy Tiểu Ba giãy giụa, trong chớp mắt đã chìm xuống, con Hảo Vận cả kinh, nó bất chấp tất cả, liều mạng nhảy xuống sông, dùng lưng đội tiểu chủ lên. Tiểu Ba liền ôm chặt con chó, nhưng bờ sông dốc cao quá, vô phương leo lên. Bốn chân Hảo Vận không ngừng bơi dưới nước, ráng sức đội tiểu chủ. Nhưng do đầu nó bị Tiểu Ba ôm chặt, chỉ có thể lâu lâu hướng mũi lên trời thở. Khi hai vợ chồng ông Lương phát hiện, cô bé giúp việc, người mà họ thuê chăm sóc Tiểu Ba cũng đang dí mũi vào đám người gây lộn, thì họ vội vàng hỏi. Cậu chủ đâu rồi? Trời ơi! Cậu chủ đâu rồi? Cậu chủ đâu mất tiêu rồi? Cậu chủ đâu? Cậu chủ đâu rồi? Mọi người mới tủa ra đi khắp nơi kiếm tìm, kịp thời phát hiện ra Tiểu Ba và Hảo Vận đang ở trong con sông. Lương Tiên Sinh vội nhảy xuống nước, bồng Tiểu Ba lên trước, sau đó vớt Hảo Vận lên. Lúc này, thể lực Hảo Vận không còn chống chọi được nữa, nên chìm xuống. Lương Tiên Sinh ráng sức cứu và bồng được con chó cưng về nhà. Con trai ông đã thoát hiểm, Hảo Vận cũng dần dần tỉnh lại. Hảo Vận liều mình cứu tiểu chủ, nghĩa cử này không những được chủ nhân cưng yêu bội phần mà láng giềng đều ngưỡng mộ ca ngợi. Nhưng con Hảo Vận không giống người, không vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo, nó vẫn như xưa, luôn theo sát, quấn quýt bên tiểu chủ. Đang lúc mọi người nhiệt liệt bàn về nghĩa cử cứu tiểu chủ của con chó, thì sự tình bất khả tư nghi phát sinh. Nguyên là cô tớ gái chăm sóc Tiểu Ba còn trẻ, ham chơi, nên bị chủ sai đi lau chùi nhà vệ sinh và tạm thời giao công việc bảo mẫu này cho một bà lớn tuổi, chín chắn hơn lo liệu. 3 tháng trôi qua, một buổi chiều nọ, bà vú này dẫn Tiểu Ba và Hảo Vận ra đường rau cạnh công xưởng chơi. Thình lình xuất hiện một con rắn mắt kính, thân mập, to bằng bắp tay, dài hơn 2 mét. Đầu nó ngốc cao, nhắm hướng bà vú tấn công và mổ nơi gáy bà một cái. Té ra, con rắn này nó đang ấp trứng, mà các bà mẹ động vật trong thời kỳ hậu sản tính rất hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công, vì đó là thiên tính bảo vệ con của tình mẫu tử. Rắn mẹ cắn bà vú xong, thì quay sang Tiểu Ba, bắt đầu cuộc công kích. Lúc này con Hảo Vận thông minh đang đứng cạnh Tiểu Ba, thấy tình thế nguy hiểm, nó lập tức nhảy lên đứng chắn trước Tiểu Ba. Đúng vào lúc con rắn phóng tới mổ cắn, và Hảo Vận đã lãnh thay cú mổ đó. Dù bị thương, nhưng con chó vẫn ráng cắn vào đuôi con độc xà. Hai bên quần thảo kịch liệt trên đất. Trong lúc này, bà vú chỉ kêu được một tiếng. Cứu mẹ!
thì nọc độc phát tán, bà té xuống. Bé Tiểu Ba ngây thơ không biết sợ, chỉ đứng đó nhìn con rắn và chó đấu nhau. Khi công dân và Lương Tiên Sinh chạy đến, thì mặt bà Vú đã chuyển sắc đen, không còn nói được nữa. Hảo Vận cũng bị nọc độc chạy vào tim, mắt nó chảy máu tươi, mất hết sức lực. Nhưng nó vẫn cắn chặt đuôi rắn, nhất quyết không nhả. Một người đập chết con độc xà. Nhưng Hảo Vận trúng độc quá nặng, nó đưa mắt nhìn chủ lần cuối, rồi tắt hơi. Nước mắt ông Lương rơi như mưa, ông cứ ôm con chó cưng trong lòng mãi. Mọi người lay tỉnh Lương Tiên Sinh, nhắc rằng trên mình chó có độc. Trong giây phút tống biệt, ông Lương nghẹn ngào dặn dò mọi người phải dùng nghi thức cực kỳ trang nghiêm để tổ chức ma chay cho con Hảo Vận trung nghĩa. Và tang lễ này được cử hành suốt 7 ngày 7 đêm, long trọng chưa từng có đối với một con chó. Tang lễ hoàn tất, mọi người đều bị tấm lòng trung nghĩa của con chó làm cảm động. Ai cũng tán thán rằng, nhờ vợ chồng ông Lương 4 năm trước cứu chó, nên ngày nay mới chiêu được thiện báo. Có thể thấy, con người và loài vật, như con chó, có thể sống chung bầu bạn hài hòa, cùng hổ tương cứu hộ, thân thiết như tay chân. Vì vậy, con người không nên ngược đãi chó, càng không nên sát hại, ăn thịt nó dã man. Cứu vật, vật trả ơn. Sau trận sóng thần khủng khiếp năm 2004 ở Ấn Độ Dương, chúng ta đã được nghe về nhiều câu chuyện sinh tồn khó mà tin được do những người sống sót kể lại. Một trong số đó chính là câu chuyện nhờ vào lòng tốt, một người Sri Lanka được cứu mạng. Chuyện là, sáng nào người đàn ông này cũng mang theo một ổ bánh mì đến ven eo biển nối liền với đại dương để cho cá ăn. Một hôm, có một con cá sấu to xuất hiện. Giống cá sấu Sri Lanka vốn rất hung dữ và nổi tiếng hay ăn thịt người. Tuy nhiên, con người tốt bụng đó không sợ con cá sấu. Ông ném cho nó vài lát bánh mì. Con cá sấu nuốt chửng và bơi đi. Kể từ hôm đó, sáng nào con cá sấu cũng trở lại để lấy phần ăn sáng của nó là mấy lát bánh mì, rồi hiền lành bơi đi. Buổi sáng hôm có sóng thần, người đàn ông nọ cũng đang cho cá ăn như thường lệ. Do đứng gần mép nước, ông bị dòng nước hung hãn cuốn trôi ra khơi. Ban đầu ông cố bám lấy một cái ghế gỗ, nhưng sức nước quá mạnh khiến cho cái ghế gãy nát. Rồi ông chụp lấy một mẫu gỗ khác, nhưng nó cũng bị cuốn ra xa ông. Khi sắp chìm, ông bỗng thấy có một khúc gỗ nổi gần mình nên chụp lấy nó. Nhờ vậy mà ngoi lên và thở được. Khi đã định thần lại, ông nhận ra có điều gì đó rất khác lạ đang xảy ra. Trong khi những khúc gỗ khác đều bị dòng nước cuốn ra khơi, thì khúc gỗ mà ông đang bám lại bơi theo hướng ngược lại vào bờ. Khi vào đến bờ, ông nhảy xuống khỏi khúc gỗ và bò vào bờ an toàn. Mãi đến khi đó, ông mới nhận ra khúc gỗ của mình có đuôi. Đó chính là con cá sấu nọ. Những người hoài nghi cho rằng sở dĩ con cá sấu nọ cứu người đàn ông là để sáng hôm sau nó lại được ăn bánh mì. Nhưng với người thông thái, con cá sấu nọ đã trả ơn cho lòng tốt của người đàn ông. Làm sao mà gà, bò và heo lại chết vì cái bẫy chuột? Ngày xưa có 5 con chuột, 1 con gà, 1 con heo và 1 con bò kết bạn với nhau và cùng sống trong một nông trại xa xôi, cách biệt với mọi thứ. Bầy chuột sống ngay trong nhà chủ nên thường xuyên có dịp giúp đỡ chúng bạn. Mỗi khi nghe ông bà chủ muốn làm món gà rán, chúng bảo ngay cho con gà đi trốn. Khi nghe bà chủ muốn làm món xúc xích heo để ăn tối, chúng lập tức báo cho con heo biết và con heo liền lăn ra đất giả vờ bệnh.
và khi nghe bác nông dân muốn làm bữa bò nướng, chúng liền báo cho con bò biết để tạm lánh sang cánh đồng khác. Vì thế mà con gà, con heo và con bò đều gọi chúng là năm chú chuột thông minh. Một chiều nọ, một trong số năm con chuột nhìn thấy bác nông dân đang mở một thùng đồ qua khe nứt trên vách tường. Và nó gần như nín thở khi thấy bên trong cái thùng đó là một cái bẫy chuột. Ồ không, họ sẽ quay chúng ta lên mất. Chúng ta tận mạng rồi. Nó bảo với đám chuột bạn và hỏi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế là đám chuột quyết định đến nhờ bà gà giúp đỡ. Cục cục cục, bà gà đáp, cái bẫy chuột bé tí thì hại gì đến ta kia chứ. Đám chuột hết sức ngạc nhiên khi bà gà thậm chí còn không thèm an ủi chúng, chứ đừng nói gì đến giúp đỡ, dù chúng đã từng giúp bà ta trước kia. Thế là đám chuột bèn đến gặp bác heo. Ụt ịt ụt ịt. Bác heo trả lời, ta đang rất bận, ta sẽ trả lời các cháu sau nghe. Nhưng xét cho cùng thì cái bẫy chuột có ảnh hưởng gì đến ta kia chứ. Một lần nữa đám chuột hết sức thất vọng. Thế là cả bọn đã đến gặp người bạn anh dũng và to lớn nhất của mình là bà bò. Bà bò bận nhai cỏ đến nỗi thậm chí không có thời gian để ụm bò. Sau khi nghe đám chuột hết lời cầu khẩn, bà bảo, thôi được, ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện này, mặc dù đó không phải là chuyện của ta. Đám chuột trở về nhà mà lòng không khỏi sửng sốt trước thái độ của ba con vật kia, nhất là sau tất cả những lần chúng đã giúp họ thoát mạng. Đêm đó, trong lúc đi tìm thức ăn, một chú chuột đã giẫm phải cái bẫy chuột và tách. Thế là chú đi thẳng lên thiên đàng. Vì lúc sống chú vốn rất tốt bụng. Bốn con chuột còn lại nghe thấy âm thanh đó bèn đến giúp chú chuột xấu số. Nhưng chúng chẳng làm được gì trước một người anh em đã qua đời. Cả bọn khóc than thảm thiết. Nghe thấy tiếng bẫy sập, về bác đông dân bèn ra xem sao. Thì thấy một con chuột đã chết, bên cạnh bốn con còn lại đang khóc than đau khổ và lần lượt ôm chầm lấy nhau. Trước cảnh tượng đó, vợ bác đông dân thét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Sáng hôm sau, vợ bác đông dân vẫn còn sốc và nằm liệt giường. Bác đông dân bèn nghĩ cách giúp vợ khỏe lại. Thế là bác nghĩ đến món súp gà. Bác bắt bà gà giặt lông nấu súp cùng chút muối và tỏi. Chẳng mấy chốc mà bạn bè của họ biết tin vợ bác nông dân bị ốm. Thế là họ kéo nhau đến thăm, khiến bác nông dân phải nghĩ cách thết đãi họ. Thế là bắt thịt bác heo để làm món sườn đứng đãi khách. Nhưng bất hạnh thay, vợ của bác nông dân không bao giờ trở dậy nữa và qua đời. Rất nhiều người đến dự đám tang của bà, và bác nông dân đã làm món bánh mì kẹp thịt bò nướng để đãi họ. Câu chuyện là vậy đó. Cái bẫy chuột bé nhỏ đã giết chết con gà, con heo, con bò như thế đó. Bởi thế mà bạn đừng bao giờ nghĩ rằng đó không phải là chuyện của tôi. Ba kiếp luân hồi của Hoa Bồ Đề. Tôi là một đóa hoa trên cây Bồ Đề, từng chứng kiến Đức Phật ngồi tọa thiền mà thành đạo. Từ thuở ấy, biết bao nẻo xuân qua, biết mấy mùa lá rụng, mây bay vần vũ, gió cát mệt mùng, vạn vật vô thường, nhân gian biến đổi, lòng người cũng theo đó mà trở nên suy đồi. Nhưng tôi lại được hào quang của Đức Phật làm thanh tịnh. Tôi đã ở đây, mượn thân phận đóa hoa Bồ Đề mà thành tựu chính mình, bước ra khỏi cái huyên náo của thế gian để làm một sinh mệnh thuần khiết nơi Đức Phật. Rồi một ngày, khi hừng đông vừa thức giấc, những tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua kẽ lá, nhắc tôi một ngày mới bắt đầu. Tôi ngơ ngác nhìn những giọt sương đêm chan hòa vào nắng, thì bỗng đâu tiếng vó ngựa từ xa đến làm tôi chú ý. Trên lưng ngựa là tráng sĩ độ tuổi đôi mươi, thân mặc áo bào, vai mang cung tên,
chiếc áo choàng trắng phau trên vai chàng tung bay phấp phới. Tráng sĩ phi ngựa đến gốc cây bồ đề, mắt dõi nhìn xa xa. Tôi lần theo hướng chàng nhìn mới biết, thì ra chàng đang đuổi theo chiếc kiệu hồng phía bên kia ngọn đồi. Chiếc kiệu ấy chạy lọc cọc suốt cả đêm hôm trước, khiến tôi không sao chợp mắt được. Đến giờ thì kiệu hồng đã nằm cách hai quả đồi. Dẫu tráng sĩ có chấp thêm đôi cánh chim ưng thì cũng không sao đuổi kịp được. Chà, một chiếc kiệu chẳng đâu vào đâu đã làm ta mất ngủ, giờ lại thêm cái anh chàng này nữa. Tôi thoáng nghĩ vu vơ, định bụng rồi sẽ không để tâm đến chuyện ngoài lề ấy nữa. Và tráng sĩ dường như cũng hiểu rằng điều gì đang diễn ra, nên chàng quyết định dừng chân. Con ngựa cũng theo ý chủ nhân mà lững thững từng bước chậm chạp trên đường về. Vừa được một đoạn, tráng sĩ ngẩng đầu, ánh mắt ngước lên trời như chất chứa cả ngàn nỗi nhớ. Và khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Một ánh nhìn lưu luyến, một giọt lệ chơi phơi, giấu kín ngàn vạn vì tinh tú dưới hai hàng mi của chàng. Trong khoảnh khắc, khắp đất trời chỉ còn lại đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy. Tráng sĩ đứng bên hồ sen, mặt hồ lay động, in bóng chàng trên sóng nước. Cũng kể từ đó, trần niệm nổi lên. Trong đóa bồ đề thanh tao đã dấy lên một mối tình với người tráng sĩ. Tráng sĩ đã cưỡi ngựa đi rồi, mà hoa bồ đề vẫn nhìn theo bóng chàng không chớp mắt. Rồi tôi từng kiêu hãnh là đóa hoa duy nhất nở ngàn năm, nay lại vì một nỗi tương tư mà cứ thế lụi tàn. Khi nguyên thần của tôi bước ra khỏi cái xác hoa tàn úa, tôi đến trước Đức Phật và nói: Thưa Đức Phật, xin hãy cho con được hóa kiếp làm người. Đức Phật đã thấu tỏ nỗi lòng của tôi, Ngài nói: Con đã tu hành trên cây bồ đề cả nghìn năm, nay cớ sao lại để cho dục niệm làm hỏng mất công quả tu hành? Xưa kia ngự trên cây bồ đề, con cứ ngỡ đã rời xa mọi thứ của phàm trần, nay mới thấy ái tình khó có thể buông bỏ được. Ngàn năm tu hành, con đã nếm trải đủ mọi bi hoan sầu khổ, nhưng chưa hề biết thế nào là tình ái. Vậy mong Đức Phật từ bi cho con được một lần nếm trải, cũng không uổng một chuyến du hành. Được, vậy ta sẽ giúp con toại nguyện. Có điều, nhân gian hiểm ác, ta cho con ba chữ này làm vật hộ thân, nhưng không được dùng cả ba chữ cùng một lúc, mà mỗi kiếp luân hồi con chỉ được dùng một chữ mà thôi. Tôi vâng lời Phật, mang theo ba phong thư có chứa chữ vàng háo hức bước vào cửa luân hồi. Kiếp sống thứ nhất, Phú. Tôi mở phong thư thứ nhất, trên đó viết Phú. Và quả thực, ngay từ khi sinh ra, tôi đã được sống trong nhung lụa. Kiếp ấy, tôi là tiểu thư con nhà Trâm Anh Thế Việt. Gia tộc đã có ba đời làm quan, bảy đời làm tướng, đời nào cũng công danh hiển hách. Nhà họ Vương chúng tôi thường qua lại với họ Mạnh, hai bên ngầm định sẽ có ngày kết thông gia. Lần đầu tiên gặp Mạnh Phong công tử, tôi đã thấy rung động mãnh liệt trong lòng. Mạnh công tử cao lớn, là bậc võ tướng bên cạnh hoàng thượng. Nhìn chàng bắn cung, tôi chỉ ao ước được làm cây cung trên lưng, để ngày ngày được theo chàng vào rừng săn bắn. Nhìn chàng múa kiếm, tôi chỉ mong được làm thanh bảo kiếm bên hông, để ngày ngày được cùng chàng rong ruổi xa trường. Không những lòng tôi mong mỏi, mà cha mẹ hai bên cũng tác thành, chỉ cần chờ một cái gật đầu ưng thuận của chàng. Vậy mà, chàng chẳng bao giờ đoái hoài đến tôi. Tôi là tiểu thư khuê cát, môn đăng hộ đối, có địa vị, danh vọng, lại là niềm ao ước của các công tử vương tôn trong triều. Duy chỉ có chàng. Mặc dù Mạnh Phong công tử luôn cương quyết cự tuyệt, nhưng hôn phối vẫn buộc phải tiến hành dưới sức ép của cha mẹ và của cả hoàng thượng. Khi rượu cạn tiệc tan,
chỉ còn hai chúng tôi trong phòng hoa chúc. Chàng mới kể cho tôi mối tình thầm lặng mà chàng dành cho A Hoàng của mình, người đã túc trực bên chàng suốt những ngày chinh chiến. Cô gái ấy dẫu không có danh vọng, không địa vị, không tiền tài, cũng không học thức, nhưng lại là bậc tài hoa uyên bác, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghe chàng đọc sách mà thuộc hết mọi chuyện kim cổ Đông Tây. Chính cô gái ấy đã hiến kế cho chàng để vượt qua mọi cạm bẫy trên sa trường. Tôi nghe câu chuyện của chàng mà trái tim tan vỡ. Tôi đã có duyên gặp gỡ, lại có phận làm vợ chồng, vậy mà vẫn không thể giữ được trái tim chàng bên mình. Kiếp sống thứ hai, Trí. Kiếp sống thứ nhất của tôi quá ngắn ngủi, vì một nỗi thương lòng mà tôi ốm nặng rồi cũng sớm lìa đời. Tôi nhận ra rằng tiền bạc, danh phận hết thảy chỉ là vật ngoại thân. Nữ nhân không cần tiền mà cần trí mới có thể níu giữ những gì thuộc về mình. Và như thể Đức Phật hiểu suy nghĩ này của tôi, phong thư thứ hai là chữ trí. Từ nhỏ tôi đã là một cô gái thông minh thiên bẩm, nói năng thì sắc sảo, suy nghĩ thì hơn người, về tài năng thì tinh thông đầy đủ, cả thi họa cầm kỳ. Mỗi lần tôi đi đâu, các bạn nam trong trường đều đứng dạt sang hai bên, có người thầm ngước nhìn từ xa, có người không tiếc lời khen ngợi. Nhưng lời khen ấy không phải dành cho tôi, mà là... Chẳng là tôi luôn đi cùng cô bạn thân tên là Vân Nhi. Vân Nhi không tài giỏi, học lực rất bình thường, nhưng là một cô gái xinh đẹp và rất mực dịu dàng. Trái ngược với vẻ sắc sảo của tôi, Vân Nhi lại có phần ngây thơ, trong sáng, đôi lúc còn có chút ngốc nghếch nữa. Hai chúng tôi, một người là hoa trên bút, còn một người lại là hoa trong ánh mắt của những kẻ si tình. Dĩ nhiên, Vân Nhi mới thực sự là đóa hoa may mắn ấy. Trong một lần tham gia hội viết văn của trường, tôi tình cờ gặp một nam sinh lớp trên. Tôi nhận ra ngay đó là chàng, người mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Anh chủ động làm quen và chuyện trò với tôi rất chân thành. Vì cả hai cùng chung niềm đam mê văn thơ nên chúng tôi rất nhanh chóng hòa hợp. Kể từ đó, cùng với Vân Nhi, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ như ba người bạn. Có điều, anh thường cởi mở nói chuyện với tôi, còn khi đứng trước Vân Nhi, anh lại khá kiệm lời. Sau hơn một năm quen biết, anh phải lên đường nhập ngũ. Trước khi chia tay, anh hẹn gặp riêng tôi ở con đường hoa sau trường. Chào ôi, cả dòng sông khắc khoải, cả dòng sông đợi chờ. Tôi đã phải dùng nén tình cảm biết bao ngày tháng qua. Tôi chỉ mong trước khi tiễn anh lên đường, tôi có thể nói ra những lời tự sâu thẳm lòng mình. Gặp tôi trên con đường hoa, gió heo mây hùng hút, từng chiếc lá vàng lạ tả bay trong gió. Anh vội vã trao cho tôi một phong thư, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành và nói: có điều này anh đã giấu kín trong lòng mình. Trái tim tôi như thắt lại. Anh tin em là người hiểu anh nhất nên vẫn chờ anh chủ động nói ra. Nhưng lâu nay anh chưa dám nói là vì luôn sợ bị cự tuyệt. Thình thịch, tôi hồi hộp như thể tất cả chỉ là mơ. Hôm nay phải lên đường nhập ngũ, anh sợ rằng nếu không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Trong tôi, những giọt lệ chỉ giật trào lăn xuống má, nhưng tôi cố kìm lại. Hạnh phúc này giống như một giấc mơ. Vì vậy, anh đã viết lại tất cả những gì tận đáy lòng mình vào lá thư này. Đôi mắt tôi lấp lánh, hàng vạn tia nắng mai, còn trái tim thì sắp vỡ òa niềm hạnh phúc. Phiền em giúp anh trao lại cho Vân Nhi. Em hãy thay anh nói với Vân Nhi rằng anh không có đủ dũng khí để thổ lộ trực tiếp với cô ấy. Mong cô ấy lượng thứ và hãy hiểu cho tấm chân tình của anh. Giấc mộng hồng tan biến, tôi chỉ muốn được hóa thành làn gió bay đi. Tại sao? Tại sao lại là Vân Nhi? Tôi đón lấy phong thư,
quay bước trở về mà hai hàng nước mắt như mưa.